Xin chào các bạn, trên tay mình đây là chiếc tai nghe True Wireless Beatfit Pro. Thì đây là chiếc tai nghe có phân khúc dưới 5 triệu đồng, rất là đáng chú ý. Nếu mà bạn sử dụng hệ sinh thái Apple hay là bạn sử dụng Android đều sử dụng được. Thì có thể chúng ta sẽ so sánh với lại AirPods Pro hay là Sony WF-1000XM4. Thì mình nghĩ rằng sẽ có nhiều người so sánh Beatfit Pro với lại Apple AirPods Pro nhiều hơn. Thì bản thân mình đã có một thời gian trải nghiệm với chiếc tai nghe Beatfit Pro này rồi. Và hôm nay mình muốn chia sẻ những trải nghiệm đó, đồng thời mình cũng là một người sử dụng AirPods Pro cũng từ trước đến nay rồi, cho nên là trong bài này mình sẽ có một vài cái thông tin so sánh giữa hai chiếc tai nghe này nhé. Nếu mà xét về tai nghe Beats á, thì Beatfit Pro có thể là một phiên bản nâng cấp của Powerbeats Pro trước đây. Bản thân mình cũng ngày xưa cũng dùng Powerbeats Pro luôn. Thì quả thật các bạn có thể thấy rằng là Beats họ đã làm cái phần case sạc của tai nghe nhỏ hơn Powerbeats Pro rất nhiều. Đó, cũng như là cái phần tai nghe thiết kế nhỏ hơn, hoàn toàn mới luôn. Và nó theo cái kiểu vành này. Đối với cảm nhận mình thì đây là một chiếc tai nghe rất là đẹp của Beats. Nhưng mà cái phần case này tuy có nhỏ hơn nhưng mà thật sự là không nhỏ lắm các bạn. Về tổng thể nó vẫn khá là to, về các bạn bỏ vào túi quần nó vẫn chiếm thể tích nhiều. Thì đối với lại mình không thích khi mình bỏ túi quần mà có cái gì đó nó cộm lên quá nhiều. Thì rõ ràng trong thời gian qua Beatfit Pro mình không bỏ túi quần, mình bỏ vào giỏ sách của mình mà mỗi lần lấy ra từ giỏ sách mà thôi, cho nên sẽ bất tiện đối với lại những người đi tập thể dục mà không mang theo túi mà họ phải bỏ túi quần thì nó hơi cộm chút xíu. Về tai nghe, các bạn có thể thấy rằng là Beatfit Pro có một cái phần vành như thế này đây. Thì cái phần vành này chúng ta có thể bẻ để mà nhét vào cái vành lỗ tai của chúng ta. Các bạn sẽ không để ý cái việc này, đơn thuần là các bạn chỉ đeo lên thôi. Nhưng mà nếu mà cách đeo đúng á, các bạn sẽ bẻ cái vành này và nhét thẳng vào cái phần vành tai chúng ta ở bên trong luôn. Thì đó là cách đeo đúng. Về chất lượng tổng thể của chiếc tai nghe này thì mình không đánh giá nhiều. Tại vì cơ bản nó đẹp và không có một điểm thừa nào cả. Nhưng mà cái phần case nó sẽ có một vài điểm là mình không thích. Thứ nhất là cái phần bản lề của nó với lại cái phần nắp, nó sẽ bị ọp ẹp cũng như là nó sẽ bị lung lay nếu mà các bạn nhích cái tay nhẹ nhẹ chút xíu. Nói chung là cảm giác nó không được thật sự là đáng tiền các bạn, nó hơi rẻ tiền chút xíu. Đặc biệt là phần nắp case nó dễ bị lệch. Nhưng mà khi mà các bạn so sánh với lại AirPods Pro là hoàn toàn khác, hay thậm chí là AirPods có mức giá rẻ hơn, thì được Apple họ chăm chút rất nhiều. Và cái phần case này nó rất là khít, nó không có tình trạng lệch như là những cái chiếc tai nghe Beats nói chung hay là Beatfit Pro nó riêng. Về cảm giác đeo á, Beatfit Pro và AirPods Pro đều là những chiếc tai nghe in-ear, nhưng mà mình đánh giá AirPods Pro đeo thoải mái hơn rất nhiều lần các bạn. Beatfit Pro nó cũng là in-ear nhưng mà vì cái phần thiết kế vành tai này nó sẽ cho cảm giác rất là chắc chắn nhưng sẽ bị nhức tai. Thì trong thời gian qua mình đeo Beatfit Pro trong một thời gian thì mình nhận thấy rằng cái phần tai trái của mình thì nó sẽ đau hơn bên tai phải. Có thể mình sẽ khác các bạn đang nghe, thì mỗi người có một thiết kế tai khác nhau, nhưng mà mình cũng đọc được phản hồi trên tinh tế hay bản thân mình đều nhận thấy rằng là đeo Beatfit Pro để mà nghe nhạc trong một thời gian hay các bạn đi tập thể dục thì cái phần tai này nó sẽ hơi bị nhức ở cái phần vành một chút xíu. Thì mình đã kiểm chứng rõ ràng nhất bằng cái việc mà mình đi trail Đà Lạt với cự ly 21 cây, thì khi mà mình đeo tai nghe liên tục trong khoảng gần 1 tiếng là mình chịu không nổi luôn các bạn. Tại vì có những lúc mà mình đi mình cần nghe nhạc cho mình thoải mái, thì trong ví dụ các bạn đeo hơn 30 phút thì các bạn cảm thấy là cái phần tai mình sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên mình phải tháo ra. Hoặc là sẽ có một cách đeo, đó chính là mình không nhét cái vành này vào cái vành tai của mình, mà mình chỉ đơn thuần là nhét cái tai nghe vào bên trong tai mà thôi. Tại vì cơ bản nó là một tai nghe in-ear, cho nên nếu như các bạn đeo không cần bỏ cái vành tai này thì mình nghĩ nó cũng không phải là cách đeo sai. Nó vẫn chắc chắn và nó thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu như các bạn nhét cái vành tai này vào thì các bạn sẽ bị khó chịu hơn nếu mà các bạn nghe. Mà một chiếc tai nghe mà cho cái trải nghiệm đeo mà trong một thời gian nó không thực sự thoải mái thì đó cũng là một điểm trừ rất là lớn đối với lại Beatfit Pro. Thì khi các bạn có ý định mua chiếc tai nghe này, các bạn nên đến cửa hàng và nhờ những người nhân viên ở đó cho các bạn đeo thử, hoặc là có bản sample đó các bạn đeo, các bạn nghe nhạc, các bạn ngồi đó trong một thời gian. Nếu như các bạn cảm thấy thoải mái, các bạn ưng ý thì các bạn hãy mua, còn nếu như các bạn thấy đau tai thì các bạn nên cân nhắc lại.
Thôi, một điểm nữa mà mình không thích Beats Fit Pro so với lại AirPods Pro đó chính là Beats Fit Pro không có trang bị cảm biến chạm, mà thay vào đó là chúng ta sẽ nhấn nút vật lý ngay cái chỗ logo Beats chữ B này đây. Và cái việc mà một tai nghe in-ear mà các bạn phải thao tác bằng cái việc nhấn vào thì nó sẽ hơi khó chịu. Đó, ví dụ như các bạn có những cái tình huống mà các bạn đổi nhạc, các bạn nhấn 2 lần, hay là thậm chí các bạn muốn về lại cái bài nhạc lúc trước thì các bạn nhấn 3 lần, thì cái việc nhấn nhiều như vậy nó sẽ làm cái tai nghe của các bạn nó hơi lệch nếu mà các bạn không gắn vành tai, đồng thời là nó sẽ cảm thấy bị đau. Ví dụ đang đau tai rồi mà còn nhấn nữa thì càng thấy khó chịu hơn nữa. Thì trong cái phân khúc 5 triệu và dưới 5 triệu này thì mình thấy rằng là đa phần các hãng tai nghe True Wireless họ đã trang bị cảm biến rồi, nhưng mà đối với Beats thì mình nhận thấy rằng họ vẫn chung thủy với lại cái việc sử dụng nút vật lý trên những chiếc tai nghe của họ, thì đây là một điểm mà mình không thích. Đối với lại AirPods Pro, tuy là nó là tai nghe in-ear nhưng mà trong thời gian qua mình không bao giờ phàn nàn về cái việc đeo AirPods Pro, nó vẫn rất là thoải mái cho dù mình sử dụng in-ear to hay nhỏ, bởi vì nó chỉ cần đặt lên và nghe thôi, không phải suy nghĩ. Đồng thời là cái cảm biến for touch của nó cũng rất là thông minh. Thì tuy là Beats cũng thuộc Apple rồi thì mình hy vọng rằng Apple trong tương lai sẽ chăm chút hơn một chút xíu cho những sản phẩm tai nghe của Beats, ít nhất là họ sử dụng những cái cảm biến for touch để tiện lợi hơn trong quá trình thao tác. Rồi, về tính năng, Beats Fit Pro khá được ưu ái khi mà trang bị cả chống ồn chủ động và chế độ xuyên âm gọi là Transparency Mode đó các bạn. Thì mình nhận thấy rằng Beats Fit Pro làm rất tốt những cái tính năng này. Trước Beats Fit Pro thì chúng ta sẽ có Beats Studio Buds, thì Beats Studio Buds hoàn toàn không có thể hiện tốt cái khả năng xuyên âm và chống ồn. Nó rất là nhẹ, hầu như là kiểu có cho vui đó các bạn. Nhưng mà Beats Fit Pro thì thể hiện rất là tốt cái việc đó. Mình nhận thấy rằng cái khả năng chống ồn chủ động của chiếc tai nghe này tương đương với lại AirPods Pro. Thì mình đồng trong thời gian qua, thật ra mình không chỉ xài cái này đâu, mình xài một cái này nữa, song song hai cái. Cái nào hết pin thì mình đổ về cái đó. Thì mình nhận thấy rằng cái tiếng chống ồn thì hai cái xử lý như nhau. Tại vì mình ngồi quán cà phê và bàn bên kia là những người đang nói chuyện, thì mình hay đổi sang cái độ chống ồn của chiếc tai nghe Beats. Và khi đổi sang chống ồn của chiếc tai nghe AirPods Pro thì mình nhận thấy rằng cái microphone của nó triệt tiêu tiếng ồn, hầu như là hai chiếc tai nghe này tương đương nhau, không có vấn đề gì hết. Và Transparency Mode cũng vậy. Nhưng mà Transparency Mode mình nhận thấy rằng AirPods Pro nó thể hiện có thể là những âm thanh ở tầng xa hơn, tức là nó thu âm thanh tốt hơn. Transparency Mode của Beats Fit Pro đã làm rất tốt rồi. Khi mà bạn đơn thuần chỉ nghe tai nghe này thì nó sẽ làm rất tốt. Nhưng mà nếu như các bạn cố so sánh nó với lại AirPods Pro thì mình nghĩ AirPods Pro sẽ làm tốt hơn chút xíu. Nhưng mà chấm 1 thì tương đương như mình đã nói. Một điểm mà Beats Fit Pro thua kém AirPods Pro hay là thậm chí là AirPods thế hệ thứ 3, đó chính là việc xử lý tiếng gió các bạn. Các bạn có thể hình dung rằng các bạn đeo cái chiếc Beats Fit Pro này ra ngoài đường, các bạn đi xe đạp, các bạn chạy bộ, hay là các bạn đi xe máy, các bạn nghe nhạc á, thì sẽ thấy tiếng gió rất là ù tai, rất là khó chịu, ngay cả khi các bạn đang mở chấm mồm. Thì mình nghĩ rằng nếu như các bạn đang đeo tai nghe này mà gọi điện đàm thoại á, thì cái người đang đàm thoại với các bạn, người mà gọi điện với các bạn sẽ nghe rất là rõ tiếng gió, tại vì nó triệt tiêu cái gió khi đi đường không thật sự tốt. Nhưng mà bù lại AirPods Pro làm rất tốt điều đó các bạn. AirPods Pro hay là AirPods thời thứ 3 á, xử lý tiếng gió rất tốt, bạn sẽ không cảm thấy bị khó chịu khi mà đeo ra ngoài đường nghe nhạc. Nhưng mình đáng tiếc rằng Beats Fit Pro không làm được điều đó. Thì mình hy vọng rằng trong tương lai thì Beats sẽ làm tốt hơn về cái việc xử lý tiếng gió. Một phần khá là quan trọng đó chính là chất lượng âm thanh. Thì Beats Fit Pro đối với mình nghe một thời gian qua thì chất lượng âm thanh hầu như là thể hiện khá là tốt, chi tiết. Thì mình hay nghe những cái bài nhạc mà nó thiên hướng pop một chút xíu, R&B, thì mình thấy rằng là Beats Fit Pro thể hiện những cái âm trong bài hát nó đầy đủ. Ví dụ một bài hát mình nghe gồm như tiếng piano nè, tiếng kèn saxophone nè và tiếng trống, thì Beats Fit Pro hầu như thể hiện được tốt ba cái âm thanh đó, để mà cái bài hát, cái bài nhạc nghe sẽ có cái phần nội khối hơn, đặc biệt là phần bass rất là chắc, rất là khỏe. Thì AirPods Pro thì cũng thể hiện tốt, cũng thể hiện chất lượng. Thì mình thấy rằng cái độ nội khối và cái độ sập sình của nó thì chưa bằng Beats Fit Pro. Cho nên mình rất là dành lời khen cho cái chiếc tai nghe Beats này, hay là ngay cả trước đây mình nghe Powerbeats Pro cũng rất là hay. Thì khi lên Beats Fit Pro thì cái driver mà Beats họ sử dụng cho những chiếc tai nghe của họ làm rất tốt, đặc biệt là những bài thiên hướng về bass. Về những cái bài hát mà thiên về vocal nhiều hơn thì Beats Fit Pro thể hiện cũng rất là trong. Về cái đánh giá về âm thanh thì mình chưa có thật sự chuyên, nhưng mà mình nhận thấy rằng là
khi mà nghe chiếc tai nghe này và so sánh với lại những chiếc tai nghe cao cấp hơn, hay thậm chí là mình cắm những chiếc tai nghe có dây mình nghe, thì nó sẽ không khác biệt nhiều. Nó vẫn thể hiện bài hát rất tốt, những âm bass, treble, mid đầy đủ, chi tiết như mình đã nói. Về cái khả năng mà spatial audio của chiếc tai nghe Beatfit Pro này, thì mình thấy rằng spatial audio thì chiếc tai nghe nào của Apple làm nó đều như vậy, thì mình không đánh giá nhiều. Chúng ta sẽ có những tình huống mà chúng ta xem phim, chúng ta nghe nhạc, chúng ta chuyển động cái đầu chúng ta, thì nó dễ lập cái âm thanh vòm rất là thoải mái, rất là hay cho cái trải nghiệm rất là thực tế. Nhưng mà điểm thiếu sót của Beatfit Pro so với lại AirPods nói chung đó chính là không có tính năng Adaptive EQ để mà có thể đo đạc được những cái mức EQ tùy thuộc vào bài nhạc của các bạn đang nghe. Nhưng mà mình nghĩ đó không phải là vấn đề quá lớn, vì cơ bản cái nền, cái khả năng xử lý cũng như là chất lượng âm thanh của Beatfit Pro đã rất là hay rồi, cho nên đó không phải là một vấn đề mà các bạn phải quá bận tâm. Về thời lượng pin thì Apple cho rằng Beatfit Pro có thể nghe được 6 tiếng liên tục nghe nhạc á, và kết hợp với cây sạc là lên đến 24 giờ. Thì theo thực tế của mình nghe nhạc mà trong hàng ngày thì mình nghe gần 2 tiếng hàng ngày, thì mình cộng dồn có khoảng thời gian từ sáng đến tối, và mình phải mất đến ngày thứ ba mình mới bắt đầu sạc cái chiếc tai nghe này. Và trong thời gian qua nha các bạn, mình chưa bao giờ có cái trường hợp là tai nghe này báo gần hết pin và nhắc mình đi sạc pin. Cái việc sạc pin là tự mình thôi, cũng như là mình đã nghe một thời gian rất là nhiều trong cái quãng đường đi trail của mình, và đến ngày hôm sau mình vẫn sử dụng tai nghe này bình thường và mình hoàn toàn chưa sạc. Cho nên là mình rất là thích cái thời lượng pin của chiếc tai nghe này. Thì các bạn có thể thấy rồi, cái cây sạc rất là uy tín như thế này, rất là to, thì các bạn có thể hình dung rằng là các bạn không cần phải quan tâm pin khi mà sử dụng Beatfit Pro nữa. Nó có thể phục vụ cho các bạn 2 đến 3 ngày là chuyện bình thường. Thì các bạn có thể sử dụng cổng USB-C, đó cũng là cái giao thức rất là phổ biến hiện nay để mà sạc cho cái chiếc tai nghe Beatfit Pro này. Cuối cùng thì để mà tổng kết Beatfit Pro có những gì so với lại AirPods Pro, thì đầu tiên là mình sẽ chê nha, chê trước khi khen đi. Thì khen chứ chê nó kỳ quá. Thì đầu tiên là cái phần cây sạc chưa tốt, như mình đã nói thì nó sẽ bị rung lắc ở cái phần nắp, đó là điểm mình không thích. Thì vì đây cũng là một chiếc tai nghe không phải là rẻ tiền, cho nên rằng là mình nghĩ Beats hoàn toàn có thể làm những chiếc tai nghe có chất lượng hoàn thiện tốt hơn như thế này. Và cái thứ hai đó chính là cái việc chúng ta đeo lên tai nó không thật sự thoải mái trong thời gian. Thì đối với mình hay là một số người chê cái chiếc tai nghe này đeo đeo tai cũng là một lượng nhỏ thôi, nhưng mà hoàn toàn mình thấy nó sẽ khác biệt sau lại AirPods. Cho nên rằng là nếu như bạn tìm kiếm sự thoải mái hơn thì nên mua AirPods thay vì là Beatfit Pro. Và cái thứ ba đó chính là nút nhấn vật lý, thì mình không thích cái điều đó, và mình hiện tại mình thích những chiếc tai nghe có cảm biến chạm nhiều hơn, hay là cảm biến for touch, để mà nó sẽ ít gây ảnh hưởng đến cái việc mà mình đang đeo tai nghe hơn. Cái thứ tư là cái việc xử lý tiếng gió trên Beatfit Pro chưa thực sự tốt. Mình rất là thích chiếc tai nghe này tại vì nó nghe hay, tính năng chống ồn của nó rất tốt, mình rất là thích. Nhưng mà chỉ tiếc rằng cái việc xử lý tiếng gió ở ngoài khi mà các bạn đeo, mà các bạn di chuyển thì nó không tốt thôi, nó làm mình bị hụt hẫng hơn. Và ví dụ như mình đang cho một món ăn 10 điểm nhưng mà vì một thiếu sót nào đó mình phải cho nó về 7-8 điểm thì mình rất là tiếc. Đó. Thì cho nên rằng là cái yếu tố thứ tư về xử lý tiếng gió cũng là một điểm mà các bạn nên quan tâm. Nhưng về ưu điểm rằng thì rõ ràng đây là một chiếc tai nghe cho cái chất lượng âm thanh rất tốt trong tầm giá. Mình cũng đã nghe Sony rồi, mình cũng đã nghe AirPods rồi, và hay mà mình cũng đã nghe những chiếc tai nghe True Wireless rẻ tiền hơn hay là mắc tiền hơn rồi, thì mình nhận một lời khen rất nhiều cho Beatfit Pro về việc nó thể hiện chất lượng âm thanh. Đó là điểm tốt của nó. Và thứ hai là pin rất tốt, pin các bạn không cần phải suy nghĩ gì luôn, cứ sử dụng, mua về sử dụng mấy ngày sạc cũng được. Và hơn hết thì đây là một chiếc tai nghe có chống ồn tốt, xuyên âm tốt, thiết kế đẹp, nhìn rất là mạnh mẽ, rất là thể thao, dành cho những ai mà tập luyện thể dục thể thao, các bạn đeo chiếc tai nghe này rất là tin cậy luôn. Đó, và hơn hết nữa là các bạn vừa có thể sử dụng cho Android, vừa có thể sử dụng cho iOS. Và khi mà các bạn có AirPods Pro rồi, các bạn có AirPods rồi, thì liệu có nên mua Beatfit Pro hay không? Câu trả lời của mình là ok, nếu mà chúng ta dư tiền thì có mua thôi. Đây là một trải nghiệm mà các bạn nghe nhạc cũng rất là thú vị khi mà các bạn có thêm một chiếc tai nghe xịn nữa để bạn đeo đi tập thể dục thể thao. Đó, rất là chắc chắn luôn. Nhưng mà nếu như các bạn chưa có AirPods, hay là các bạn cũng bị lung lay cảm xúc với lại những chiếc tai nghe khác của hãng khác ngoài trong phân khúc này, thì mình nghĩ rằng Beatfit Pro chưa phải là một điểm sáng để mà các bạn lựa chọn. Thì
Thay vào đó thì các bạn có thể sử dụng AirPods Pro hay là thậm chí là AirPods thứ ba luôn, một chiếc tai nghe AirPods rất là thoải mái và có nhiều tính năng thông minh. Thì những cái hạn chế của Beats Pro như mình vừa nói hồi nãy thì có vẻ nó sẽ thua kém nhiều so với lại AirPods Pro nói riêng hay là những hãng khác nói chung. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài trải nghiệm Beats Pro của mình nhé. Bye.